Chào tất cả anh em, thì hôm nay em mới quay cho anh em xem một con máy như thế này. Là con máy này là hồi trước là em làm. Đấy, tên của em đây. Thì anh này thì anh xóa số điện thoại, xóa tên của em rồi. Thì anh em trong nghề chắc cũng thừa biết là vì sao anh xóa số tên rồi đó. Là hồi trước là đánh hơi tăng phô này, là đánh hồi trước là đánh lợ với ngọt. Nhưng mà khi bây giờ năm nay là thị trường lên cao quá, anh đánh không được nữa. Giờ anh nâng cấp lên cái đánh mạng thôi. Đó, cái máy này hồi trước nó là 12-24, nhưng mà bữa nay là làm chạy 24. Và thì em có cặp bình đây, cặp bình này thì em hay test nhưng mà nó hơi non một tí, nó là test cặp bình kia làm biến quá. Đây là anh Chánh ở Ba Tri, Bến Tre, số điện thoại là 0355 255715. Đó, em thấy chưa, là anh gửi về cho em đây. Anh gửi ngày 16 tháng 3 năm 2020. Đây là địa chỉ của em thì chắc nhiều anh em biết rồi, mà anh em cứ quay để cho anh em thông khổ, để khỏi sợ bị lừa lọc này nọ ở đúng video đó. Đây em sẽ test cho anh em nghe. Nói chung là con này là theo nhu cầu của anh là đánh mạng tầm cỡ 13-15 phần nghìn, nhưng mà em làm để tầm đánh tầm cỡ 20 phần nghìn. Còn những anh em nào muốn nâng cấp máy hoặc là đạt máy á, anh em đạt cụ thể cho em, ví dụ như nước mà sấp cứ cửa biển luôn á, thì nó tầm cỡ 30 phần nghìn, thì anh đạt 30 phần nghìn trở về lại. Mỗi cái máy ví dụ như anh em đánh tốt nhất thì anh em nên đánh đạt một con máy á, là mạng lợ hoặc là lợ ngọt, nó riêng ra một xíu thì nó sẽ hay hơn so với là mạng ngọt lợ chung. Đó là ý kiến của em, là kinh nghiệm của em. Còn anh em mình ưng mạng ngọt lợ chung thì em cũng phải làm thôi. Đó, em test anh em nghe nha, nói chung là em test này. Đấy, máy thì nó cũng có mạnh yếu đó. Cái đài là hồi trước là cắm đổi chế độ 12-24 này. Nhưng giờ em chuyển qua đánh mạnh yếu. Đó, em test anh em xem. Đó, số 1 này. Một xíu nữa. Nó quay một tay cũng hơi khó nè anh em. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Như vậy là hơi chiếc rồi nè, bởi vì cái thằng này là nó hơi lợ. Bởi vì có mức tể như thế này á, để dành cho cái vùng đánh nước nó nặng, ví dụ như đồ mạng nó cồn, mình mới thử tể như thế này. Nói thực chất ra mình thử tể bóng như thế này á, nó cũng chưa nói ra được điều gì đâu. Bởi vì khi mình dùng á, mình phải đo ampere, đo tần số, nó mới ra cụ thể. Nhưng mà cái đây là em test để xem cách thức hoạt động của nó cho anh em tham khảo thôi. Còn bởi vì trong video em có đưa hết số điện thoại khách hàng, tên khách hàng, để cho anh em mình tham khảo gọi trực tiếp cho khách hàng, thì anh em mình khó mất công là suy nghĩ là đánh được hay không. Bởi vì khi anh em gọi cho em á, thì nó thẳng ra thằng thợ nào cũng vậy thôi, thì phải nói máy mình đã đánh được, chứ không thể nào không có thằng thợ nào nói máy mình đánh không được đâu. Thì rõ ràng là như thế đó, anh em, cho nên anh em thông cảm. Đó, ở cái mức mà cái độ lợi nó thấp đấy á, nên như thế này mình sẽ tẻ tầm 1 ký thôi, nhưng mà khi mình đánh á, mình mới biết được. Đấy, bên đây là yếu này, bên đây là mạnh này. Nè, thấy chưa, thằng này nó khơi thấp rất là tốt. Nếu mà anh em mà đánh đi đánh cá lâu năm trong nghề á, này là mình quay ban ngày nha anh em nghe tiếng máy nó kêu là anh em cũng hiểu được một phần là đánh được hay không. Thôi thì em thử tẻ, lâu lắm em không có thử tẻ bằng cách đấu trực tiếp qua số như thế này. Hôm nay em thử tẻ lại cho anh em xem. Thì dính cái đây lòng cho đây mắt anh em, lâu nay cũng có thị trường mạng bây giờ là nước mạng nó đang lên rất là cao, mà đôi nhiều anh em mình không biết, bởi vì những video cũ của em nó bị lắp mất, anh em mình không có biết, không có xem được hết tất cả những video, bởi vì kênh của em rất là nhiều video. Nay cho nên mình từng video em tự cho anh em xem. Máy nó không có cái rít nha anh em nha, nó không có bị đứng máy. Chơi xém này, em không dám rít. Nói chung là bởi vì dòng sò cũ này, mình cũng hơi sợ một tí, lỡ nó bứt ra là mất công phiền phức. Nhưng mà cái này là em đưa cái dây hơi lớn.
nên thấy không? Thôi, nói chung là mình thử cái dây nó rất là hệ, nhưng mà em thử cho anh em, bởi vì em đưa cái dây rất là lớn, dây là dây 1 ly 2A anh em. Đó thì em kết thúc video đó, để anh em mình tham khảo, và anh em là có nhu cầu đặt máy thì liên hệ với anh em. Máy mình vô là nó hơi, lúc đầu nó hơi tạt bình một xíu, bởi vì cái đây là nó có tụ để chạy quạt anh em. Đó, có tụ để chạy quạt chứ không phải là có vấn đề đâu, em test nên là không phải là có vấn đề đâu. Tụ này nó nọp vào tụ này để chạy con quạt này anh em thấy không. Thôi chào tất cả anh em có nhu cầu nâng cấp máy thì liên hệ cho em.